lại đây lắng nghe tình yêu này, cứ để bao âu lo thở dài, em sẽ thấy nụ cười trong mắt tôi. Lại đây khi có tiếng anh thấy mệt nhoài, cho nhau bao nụ cười, quên đi bao chuyện buồn. Bên nhau hát khúc ca tuyệt vời, yêu nhau yêu nhau đi. Chung lời hát với tôi, từng ngày qua là những mắt ngơ, nụ cười hay rạng rỡ dưới nắng mai. Một đời bao đẹp tươi, hãy yêu người, hãy yêu người, hãy yêu người. Người em, chưa mai hôn trên môi em, bông hoa tươi đang nở ngoài thềm. Em ở đây dịu dàng nên ngất ngây. Người anh, cho tôi yêu anh thêm từng ngày. Yêu quên đi bao nhiêu ngày dài, yêu quên những muộn phiền đang đến đây. Chỉ như những khúc ca tuyệt vời, yêu nhau yêu nhau yêu nhau đi. Em có tình câu dễ dời, yêu em không nói nên lời. Còn sớm rồi, lâu mà ngủ thêm, mày đi cho sớm biết nữa. Đâu đâu đi thi. Cho mày không phải sao. Ê, cô bạn bị lỗi, mỗi cuộc thi. Đi thi. Đi lại hả? Tôi đến của tao. Không ngủ hả? Rồi. Tập trung. Hôm nay tôi gặp các em để tôi ra một cái quy định mới về cuộc thi sắc đẹp sắp tới. Kể từ ngày mai đúng 6 giờ sáng các em phải có mặt tại nơi này để tập thể dục. Hả? 6 giờ sáng hả? Bữa nay dậy sớm nó chịu không nổi rồi anh Tư ơi, mà ngày nào cũng vậy anh chịu không có nổi, mà ngày nào dậy cũng vậy uể oải lắm anh Tư, ngủ không có đủ chứ. Một ngày cứ ngủ ngủ cái gì trời. Lên! Ai muốn nói giơ tay xin ý kiến, tôi cho phép mới được nói, không được nói leo. Làm gì mà ghê thế ạ? Cái gì ghê? Gì mà đi thi nhan sắc mà sao giống đi du quân đội đúng rồi đó, đi học quân sự vậy à? Đúng rồi đó, đi học quân sự vậy. Các em nói nhiều quá. Cái người nói nhiều nhất ngày hôm nay lại không nói, người ta chấp hành quy. Nè, vậy kìa. Con nết ghê, gái mà đứng ngủ. Vậy kìa. Kêu dậy. Dậy không dậy trời. Ôi, ôi. Dậy. Dạ, dạ, ăn sáng, đi ăn sáng à. Dạ, dạ, đi ăn sáng. Quan cái gì? Dạ, ăn sáng. Tôi giả chạc con cái vậy chứ ăn sáng gì. Ủa sao vậy? Ủa? Nãy giờ học không nghe gì hết hả? Kêu dậy nãy giờ không dậy. Giờ các em nghe đây. Dạ. Đây là quy định, mỗi người phải chấp hành. Tập thể là phải có kỷ luật, mỗi người phải tuân theo cái kỷ luật đó. Ai không tuân theo về phòng gom đồ về nhà. Bắt đầu tập thể dục. Giấy tờ đầy đủ. Ủa chi vậy trời? Ủa là tạm chú tạm vắng hả? Hay là mình
sinh chung đó chứ. Trời ơi trời, đấy con gái tao sạch lắm mà. Mấy nữa sạch nhất rồi. Không gây rối mất trật tự. Okay. Xin lỗi mọi người, là nên yêu thương, đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau làm sao vậy ta? Thái độ hòa nhã, lịch sự trong giao tiếp nè. Cái gì? Không sử dụng điện thoại. Hả? Ủa? Cái này không được luôn nha. Cái điện thoại mà sao không sử dụng được không? Sao? Không được, tối phải gọi cho mẹ mà. Tối nào cũng phải nói chuyện với mẹ chứ. Không có trường đâu. Không cho mẹ nữa. Mọi người, tất cả những lý do đây đều rất là vô lý. Đúng rồi. Vô lý nhất ở cái chỗ đó là về đây ở chung là quá đáng rồi. Còn phải đùm bọc che chở yêu thương rồi. Không gây rối mất trật tự. Cho nên vì những lý do đó, chúng ta phải cùng nhau đồng lòng đứng lên phản đối những quy định này. Nè, bây giờ á, tôi không có theo Na, nhưng mà tôi phản đối cái quy định, cái thông báo này. Tôi phản đối. Tâm tích đức, hành hiệp trượng nghĩa, gieo nhân nào thì gặt quả đó. Nhờ tu tâm ta giữ được cái miệng, làm chủ được ngôn ngữ. Bà lau nhà hả? Ơi sạch thế. Ừ, tôi lau sạch lắm trước khi bà vô. Thông cảm, giờ tôi mới nhìn thấy. Thôi cố gắng nhá. Một câu nhịn, chín câu nhục, ráng chịu nhục để mà nên người. Quá không cô? Trời, cũng được mà mệt quá à. Tôi nhức mỏi ghê á bà ơi. Tôi cũng vậy, chán ghê á. Nó nghe nè, hai bạn mà có nhức mỏi mệt mỏi á thì lên phòng nghỉ ngơi nha. Chỗ đang lau nhà. Xin lỗi nha, không biết. Không biết. Là con người ai cũng phải có lỗi lầm, mình phải rộng lượng tha thứ cho họ để rèn luyện tu tâm tích đức. Nhờ tu tâm ta giữ được. Nhưng lại mượn xíu. Cảm ơn bà nha, mới phải dục dơ quá nè. Làm tiếp đi, nhanh nhanh nha. Anh Tâm, em ngoan xíu. Nó dở cái giò tôi muốn chết. Trời ơi, muốn đi thi qua khôi nữa hay không? Em mặc tao lên tao nó phá em kìa. Em đang chịu án phạt, em phải chấp hành kỷ luật. Má em đặt nhiều kỳ vọng vào em. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Trước khi trách người ta phải coi lại mình ăn ở sao thì ta mới đối xử với mình vậy. Đội hình một hàng dọc tập hợp. Nhanh lên giùm cái, trời ơi, người trẻ là phải năng động. Người trẻ lê bê lệch bệch quá vậy. Một hàng dọc lần trước, thẳng. Bên trái, quay. Trời ơi, mấy chế ơi, mấy chế. Bên trái, có biết là bên trái là bên nào không? Thôi được rồi, quay bản mặt ra hồ, quay. Nhắc lại cho các cô nhớ, quy định của nhà chung là không được phép dùng điện thoại. Thế mà các cô vẫn dùng điện thoại, gây ảnh hưởng nội bộ, gây xào xáo ngôi nhà chung. Đặc biệt rất nhiều thông tin rò rỉ ra ngoài, gây dư luận không tốt trong quần chúng. Do đó tôi quyết định hôm nay sẽ tịch thu toàn bộ điện thoại của các cô. Cô, giao nộp ra đây. Con, ngày ra đi mẹ con cho con còn mấy chục bạc nè. Con lấy
luôn đi. Trời ơi, cô đưa tiền cho tôi à? Cô nghĩ làm sao mà cô mua chuột máy giám khảo với mấy chục bạc này hả? Cô cái tên là cô bị rớt ra khỏi vòng thi mà không cần nói thằng tiếng nào nữa không? Em phải vậy, cất vào ngay và luôn. Tổn thương vậy. Mất rồi ra đây. Tạm biệt mẹ. Mẹ ơi. À là. Móc cái sợi dây chuyền hồng hồng trên cổ ra đây. Dạ, dây chuyền này mẹ má con đưa để làm vật hộ mệnh á, không có lấy ra được á cô May. Móc cái sợi dây chuyền đó ra đây cho tôi xem. Không được cô May ơi. Móc cái ngay cái sợi dây ngụy tạo đó ra đây và đưa cái điện thoại cho tôi. Dạ. Dây chuyền hả? Dây chuyền mặt to vậy. Dạ, con đã nói cái này là dây chuyền phù hộ mà cô May không tin. Con xin lỗi, bây giờ thì cô tin con rồi. Một con nhện xa lưới.